Chào mọi người đã đến với bếp mẹ sữa. Hôm nay Hoa sẽ chia sẻ với mọi người cách nấu món cá thu sốt cà chua. Và gia đình mình rất thích ăn món này. Phần nước sốt cà chua mọi người có thể ăn với cơm hoặc là ăn với cháy, rất là ngon miệng. Và bây giờ mình xin chia sẻ để nấu món cá thu sốt cà chua cho mọi người. Nguyên liệu gồm có cà chua, ớt, đầu hành, hành lá thì là và cá thu. Bây giờ mình sẽ chế biến qua nguyên liệu, mọi người cùng theo dõi nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành rán vàng hai mặt cá. Dầu ăn nóng già thì mình sẽ cho đầu hành vào và tiến hành sốt cà chua. Cho một chút muối vào để cho cà nhanh mềm. Cà chua đã mềm ra rồi, mình sẽ xếp cá vào.
nước để tí nữa mình linh không bị cháy nồi. Một thìa nước mắm, nửa thìa bột nêm, nửa thìa bột ngọt. Nấu trong lửa nhỏ trong vòng 10 phút để cá ngấm sốt. Sau khi đã nấu được 5 phút thì mọi người sẽ lật mặt cá để cho nước sốt ngấm đều hai mặt. Thêm rau thơm nữa là món ăn của mình đã hoàn thiện rồi. Mọi người nhìn thấy không, trông rất là ngon miệng. Mình đã chia sẻ xong món cá thu sốt cà chua. Mọi người thấy hay thì like và đăng ký Bếp Mẹ Sữa giúp mình nhé. Chúc mọi người có những món ăn thật ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.